Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho video trước của mình. Thì video này mình lại tiếp tục quay cho các bạn xem một cái vị trí của đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là vị trí mà mình nghĩ không nhiều người được biết đâu các bạn. Đó là vị trí của đường cao tốc Bến Lức Long Thành giao với lại đường Vành Đai 3 bên phía huyện Nhơn Trạch. Thì hôm nay mình quay cho các bạn coi, mình đi từ hướng gói thầu A5 tới cái vị trí này khoảng 2 km. Đây trước mặt các bạn đây là sau này sẽ là cái vị trí giao với lại đường Vành Đai 3 đây các bạn. Một vị trí phải nói là rất là quan trọng của huyện Nhơn Trạch. Ở thiết kế trước của đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì không có cái vị trí giao với lại đường Vành Đai 3 này. Tuyến toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này mình không tính hai cái phía đầu của đường cao tốc, thì mình chỉ tính ở bên phía trong thì nó sẽ có ba cái nút giao. Nút giao tức là cái lối ra vào đấy các bạn, chứ không phải là nút giao là đi ngang. Thì bên phía tây thì có hai cái nút giao, nó là giao với lại quốc lộ 50 thuộc huyện Bình Chánh và giao với lại đường Nguyễn Văn Tạo thuộc huyện Nhà Bè. Thì sau khi tái khởi công lại thì sang bên phía Nhân Trạch này thì có thêm một cái nút giao nữa, đó là nút giao với lại đường Vành Đai 3 Nhân Trạch. Phải nói là có được cái nút giao này thì huyện Nhân Trạch thì sẽ có một cái sự phát triển và được hưởng lợi từ nút giao với lại đường cao tốc Bến Lức Long Thành này. Mình đang quay cho các bạn coi từ hướng phía gói thầu A5 trở lại cái nút giao này đây các bạn. Một cái nút giao phải nói là rất là quan trọng. Đây, hướng này là hướng đường Vành Đai 3 sẽ kết nối vào đây. Mình đang quay cho các bạn xem di chuyển từ phía đường cao tốc đi tới đường Hùng Vương. Từ vị trí đường cao tốc mà ra tới đường Hùng Vương thì khoảng 700-800 m thì các bạn, không có xa đâu. Mình đứng ở bên ngoài mình có thể thấy được phần đường cao tốc Bến Lức Long Thành ở phía trong này. Tới đường Hùng Vương rồi đây các bạn. Hướng này là mình sẽ rẽ trái là đi ra và cắt lái đấy. Còn hướng bên này rẽ phải thì sẽ đi vào trung tâm huyện Nhân Trạch, hoặc là đi thẳng sẽ ra khu vực đường Liên Cảm Phước An. Còn đây là cái hướng theo mũi tên là sẽ đi vào phía đường Vành Đai 3 mà có cái cây cầu Nhân Trạch đang thi công đấy các bạn. Nhưng mà được kết nối vào với lại cao tốc Bến Lức Long Thành này thì phải ở giai đoạn 2. Phát sinh thêm một cái nút giao với lại đường Vành Đai 3 thì phải giải tỏa rất nhiều hộ quanh cái khu vực này. Mình đang quay xung quanh cái vị trí giao với lại đường Vành Đai 3. Khoảng gần 500 hộ có liên quan tới việc đền bù giải tỏa xung quanh cái nút giao này các bạn. Một con số phải nói là mình cũng không ngờ tới. Mọi công việc đền bù thì đã xong xuôi. Có lẽ là sang đầu năm 2024 thì nhà thầu sẽ bắt đầu thi công cái nút giao này. Hiện tại thì họ đang thi công cái tuyến đường chính
Quý vị và các bạn thân mến, mình mới gửi tới các bạn một cái vị trí rất quan trọng của huyện Nhân Trạch, đó là vị trí kết nối vào cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là vị trí có lẽ là không ít các bạn biết đâu. Hy vọng là sau cái video này thì quý vị theo dõi kênh của mình thì sẽ biết thêm cái vị trí đường vành vành đai 3 nút giao với lại cao tốc Bến Lức Long Thành nó sẽ nằm ở đâu. Hy vọng là video này sẽ có ý nghĩa đối với các bạn thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube của mình, và mình cũng rất mong là mọi vấn đề thắc mắc hay là có những cái lời nói nào mà không phải thì các bạn cứ đóng góp cho mình bằng cách bình luận ở phía dưới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình từ trước đến giờ, và cũng hy vọng là mình sẽ thường xuyên gặp lại được quý vị và các bạn ở những video clip sau.